Thưa quý vị, chủ đề nóng lên từ 2 ngày nay và cho đến sáng nay thì vẫn là tâm điểm của thị trường chứng khoán trong nước. Đó là sự cố của công ty chứng khoán VN Direct, một trong 3 công ty chứng khoán lớn top 3 trên thị trường, đã bị hacker quốc tế tấn công hệ thống, làm cho tê liệt không thể truy cập được. Cũng theo thông báo phát đi của công ty này vào chiều qua, thì họ khẳng định là toàn bộ thông tin và tài sản của các khách hàng đều an toàn. Tuy nhiên, do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên là sẽ cần thời gian để mà kết nối lại. Công ty đã làm việc với các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như là phối hợp cùng cơ quan điều tra PA05, A05 để ngăn chặn sự cố tương tự. Từ góc độ cơ quan quản lý, thì cả hai sở giao dịch là HNX và HOSE cũng đã ngắt kết nối với VN Direct từ chiều ngày hôm qua. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Tài Phan có mặt cùng Tổng Giám đốc của công ty VN Direct đang trong quá trình khắc phục sự cố. Tình hình hiện giờ như thế nào rồi anh Tài Phan? Vâng, cảm ơn anh Hạnh Phúc và xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trụ sở của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và bên cạnh tôi đây là ông Nguyễn Vũ Long, tổng giám đốc của công ty VN Direct. Và hiện tại thì toàn bộ ekip của VN Direct cũng như là những tập đoàn công nghệ hàng đầu đang tham gia để làm việc ngày đêm để có thể sớm nhất khắc phục được sự cố. Câu hỏi đầu tiên là xin ông có thể chia sẻ một chút về sự cố đã diễn ra như thế nào và cái vụ việc tiến độ khắc phục tới thời điểm này ra sao? Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thì cái sự cố chúng tôi phát hiện ra là vào ngày Chủ nhật thì chúng tôi phát hiện ra cái hệ thống công ty bị tấn công bởi một cái nhóm tấn công chuyên nghiệp vào cái hệ thống và làm mã hóa tất cả cái dữ liệu của công ty. Và ngay lúc đấy thì chúng tôi đã có sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia trong cái lĩnh vực này để có thể khắc phục cái hệ thống, để tìm ra cái giải pháp để khắc phục hệ thống. Thì cái hệ thống, cái vấn đề này nó được giải quyết thông qua hai bước. Thứ nhất nó là cái việc giải mã của các cái dữ liệu mã hóa. Cái bước thứ hai là việc khắc phục hệ thống. Thì hiện nay với tiến độ hiện nay của công ty thì chúng tôi đã gần hoàn thành cái việc là giải mã tất cả những cái dữ liệu đang bị phong tỏa, và chúng tôi đang bắt đầu quá trình khắc phục hệ thống và để có thể kết nối trở lại để giao dịch được. Thì dự kiến thì chúng tôi cũng sẽ mất thêm một thời gian nữa, tại vì đây là một cái hình thức tấn công, nó mặc dù nó phổ biến nhưng nó tương đối là phức tạp, và nó có thể có những cái ảnh hưởng về mặt thời gian để mình có thể khắc phục được. Thì vì thế nên chúng tôi dự kiến nó sẽ mất thêm một chút thời gian để có thể khắc phục được hệ thống này. Vâng, rất là cảm ơn ông. Ông có thể chia sẻ thêm một chút là trong quá trình đấy và tới thời điểm hiện tại thì việc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng VN Direct như thế nào, cũng như là những chính sách đảm bảo quyền lợi sau khi khắc phục sự cố? Thực ra thì như chúng tôi đã có truyền thông tới thị trường. Thứ nhất là về mặt nguyên tắc thì cái toàn bộ cái quyền lợi của khách hàng chúng tôi phải đảm bảo, bao gồm tất cả những tài sản của khách hàng đang tại ở VN Direct thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng trong cái vấn đề xâm nhập này. Cái thứ hai nữa là sau quá trình khắc phục thì chúng tôi sẽ có những cái chính sách để đảm bảo thêm cái quyền lợi cho khách hàng, giúp được khách hàng có thể khắc phục được cái hậu quả của những cái ngày không giao dịch được. Còn về phía công ty thì chúng tôi cũng hiện nay chúng tôi cũng đang kiểm soát lại tất cả những rủi ro về mặt thông tin, thì hiện nay chúng tôi cũng chưa thấy có bất cứ một cái rủi ro nào về bị thông tin khách hàng. Ông có thể chia sẻ thêm một chút là trong thời gian tới sau khi mà khắc phục sự cố thì liệu là sẽ có những thay đổi hay cập nhật như thế nào để chúng ta hướng tới là đảm bảo một cái hệ thống mà an ninh bảo mật hơn trong thời gian tới không ạ? Thực ra thì chúng tôi trước tiên sẽ có cái việc đánh giá lại cái quá trình này. Tuy nhiên hiện nay thì cái ưu tiên số 1 của công ty là chúng tôi đang dồn rất nhiều nguồn lực và dành tối đa cái nguồn lực hiện nay của mình để khắc phục hệ thống là ưu tiên số 1. Đồng thời thì cũng đảm bảo cái mong muốn là hệ thống khi vận hành trở lại thì sẽ thực sự là ổn định cho khách hàng. Đấy thì cũng rất may mắn cho phía công ty là trong những cái ngày vừa qua, mặc dù là đội ngũ công ty của VN Direct chúng tôi làm việc ngày đêm, cũng rất nhiều áp lực từ phía thị trường. Nhưng mà thay vì thì chúng tôi bị áp lực từ thị trường thì chúng tôi cũng đồng thời cũng nhận được rất nhiều cái hỗ trợ của các cái thành viên tham gia thị trường, các cái cơ quan quản lý, các đối tác, và thậm chí là có những cái công ty chứng khoán khác cũng đã cử nhân sự sang để hỗ trợ. Thì đấy là một cái may mắn mà rất là đẹp của người Việt Nam, khi mà chúng ta một cái doanh nghiệp trong lĩnh vực nào đấy mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh mà không ai mong muốn cả, thì được sự hỗ trợ của rất nhiều của bạn bè, đối tác và thậm chí là những cái đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường. Đấy là một cái điều rất tuyệt vời của đất nước Việt Nam chúng ta. Rất là cảm ơn ông. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là không chỉ VN Direct mà tất cả những bên liên quan, thậm chí là những thành viên thị trường đều đang nỗ lực dồn toàn sức để có thể sớm khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này trong các bản tin tiếp theo tới quý vị khán giả. Xin được trở lại trường quay. Xin được cảm ơn phóng viên Tài Phan và khách mời với những thông tin cập nhật.
Quả thực là khắc phục sự cố là điều mà VN Direct và đặc biệt là các nhà đầu tư đang mong muốn nhất vào thời điểm này. Bởi rõ ràng là trong thời đại số, mất kết nối giờ đây đồng nghĩa với mất tài sản. Đó là thời gian, là tiền bạc, là dữ liệu. Và mất kết nối càng lâu thì thiệt hại càng khó lường, nhất là với các nhà đầu tư khi mà họ không thể giao dịch được. Trong an ninh mạng thì chỉ tồn tại khái niệm là an toàn tạm thời chứ không có an toàn vĩnh viễn. Rõ ràng là vụ tấn công lần này là một hồi chuông đáng báo động. Trước tiên là với các công ty chứng khoán để buộc phải chú tâm liên tục đổi mới trong công tác bảo mật thông tin. Cái việc ngắt kết nối là một mặt để đảm bảo an toàn chung cho toàn bộ hệ thống, cũng một mặt khác để đảm bảo được lệnh từ phía công ty chứng khoán VN Direct nếu mà còn tiếp tục vào thì có khả năng dẫn đến sai sót. Thì đây tôi nghĩ là một cái biện pháp hữu hiệu giúp cho công ty chứng khoán giảm thiểu thiệt hại nếu có thể xảy ra. Trước đây thì các sự cố nó xảy ra đâu đấy chỉ khoảng 1 đến 2 ngày. Thông thường là 1 ngày thì các công ty chứng khoán sẽ xử lý xong. Thực ra VND cũng đã từng bị những cái trường hợp tấn công tương tự và họ cũng xử lý khá nhanh. Tôi hy vọng thì họ, cái đội ngũ công nghệ thông tin của họ cũng sẽ xử lý sớm nhất có thể để giúp nhà đầu tư quay trở lại thị trường, họ có thể đặt lệnh mua bán. Theo tôi thì nó không ảnh hưởng đến tài sản của người giao dịch. Tuy nhiên nó sẽ làm lộ lọt những cái thông tin, có thể làm lộ lọt những cái thông tin cá nhân của những cái tập khách hàng. Và từ đó thì những kẻ xấu cũng có thể lợi dụng những thông tin đó để tiếp tục có thể là lừa đảo phishing trên mạng online. Người dùng cá nhân thì ngay sau khi mà công ty chứng khoán đã cho hệ thống hoạt động quay trở lại thì chúng ta cần kiểm tra ngay tài khoản của mình, và đặc biệt là chúng ta cần phải đổi ngay cái mật khẩu truy cập, bởi vì rất có thể là các cái thông tin liên quan của chúng ta đã bị lộ lọt và chúng ta cần phải đổi ngay cái mật khẩu để đảm bảo rằng là chúng ta vẫn có thể sở hữu, để đảm bảo chúng ta vẫn có thể kiểm soát được cái tài khoản này, tránh trường hợp là hacker đã có tài khoản và mật khẩu và sau đó thì sẽ chiếm cái tài khoản của chúng ta và sau đó thì sẽ chiếm đoạt các cái tài sản liên quan.